Giá cà phê hôm nay ngày mùng 6 tháng 8, Arabica tiếp tục tăng, dự báo giá cà phê sẽ duy trì ở mức cao. Giá cà phê hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 trong khoảng 36.000 đến 36.900 đồng mỗi kg. Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều trong phiên vừa qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 36.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 36.900 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 36.800 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 36.800 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 36.700 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 36.800 đồng mỗi kg, chư prong ở Pleiku và Lager dài cùng giá 36.700 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 36.800 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ 100 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 giảm 6 USD mỗi tấn ở mức 1.764 USD mỗi tấn. Giao tháng 11 năm 2021 giảm 5 USD mỗi tấn ở mức 1782 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 tăng 1,25 cent LB ở mức 176,9 cent LB, giao tháng 12 năm 2021 tăng 1,2 cent LB ở mức 179,9 cent LB. Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều trong phiên vừa qua cà phê Arabica chịu ảnh hưởng tích cực của thị trường tài chính Mỹ khi báo cáo thất nghiệp tháng 7 năm 2021 được công bố với số liệu khả quan. Bên cạnh đó là thông tin tốt về gói ngân sách 4.000 tỷ USD của Tổng thống Biden. Vừa qua, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ đã phá hoạt tới 70% diện tích cây cà phê ở một số khu vực sản xuất của Brazil, khiến giá cà phê Arabica đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2016. Ngoài hạn hán, các đợt sương giá mạnh nhất kể từ năm 1994 đã gây thiệt hại tới 495.000 mẫu ruộng cà phê. Ảnh hưởng của thời tiết là rất thảm khốc, khiến nhiều chuyên gia nhận định rằng không có hy vọng cứu những cây trồng này. Đồng thời dự đoán nguồn cung cà phê ở Brazil sẽ xuống thấp nhất kể từ năm 2003. Nguồn cung sụt giảm nhưng theo nhận định của giới quan sát, nhu cầu cà phê lại tăng lên khi các nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại. Cà phê Arabica chủ yếu được dùng tại các quán cà phê và nhà hàng. Trong khi cà phê Robusta thường được sử dụng nhiều trong các sản phẩm cà phê hòa tan, người tiêu dùng cà phê trên toàn cầu đang tìm kiếm thêm nguồn cung để lấp đầy phần thiếu hụt. Trong bối cảnh sản lượng cà phê Brazil dự báo giảm mạnh và nhu cầu của các nhà chế biến có thể chuyển một phần từ Arabica sang Robusta, nguồn cung từ Việt Nam lại gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát và tình trạng thiếu công container trầm trọng. Với những khó khăn hiện tại, dự báo giá cà phê trong thời gian tới sẽ còn duy trì cao. Giá tiêu hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 tiếp tục tăng 500 đồng mỗi kg, giá xuất khẩu đang cao gấp rưỡi so với đầu năm. Giá tiêu hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 trong khoảng 72.500 đến 76.000 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu tăng 500 đồng mỗi kg tại Đắk Lắk, Đà Nông, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đà Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 73.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 75.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu tăng 500 đồng mỗi kg tại Đạn Lá, Đà Nông, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước so với cùng thời điểm sáng hôm qua trên thị trường thế giới kết thúc phiên giao dịch gần nhất giá tiêu giao ngay tại sản chi Ấn Độ giảm 66,65 rupee tạ ở mức 41.300 rupee tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng dupi Ấn Độ INR từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 đến ngày 11 tháng 8 năm 2021 được ngân hàng nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 312,13 Việt Nam đồng INR. Như vậy, giá tiêu nội địa của Ấn Độ có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian qua. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm 2021, dù khối lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm, đạt 182.000 tấn, giảm 1,3% nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng, đạt 599 triệu USD, tăng 49,8%. Giá xuất khẩu bình quân 7 tháng đạt 3.292,9 USD mỗi tấn, tăng 51,8%. Không chỉ Việt Nam, giá tiêu trắng trên thị trường quốc tế cũng tăng khá mạnh từ 30% đến 39% kể từ đầu năm đến nay. Còn giá tiêu đen Indonesia tăng 25,7%, tiêu đen Ấn Độ tăng 17,5%, tiêu đen Malaysia tăng 35,6%. Đặc biệt tiêu đen Brazil tăng tới 42,9%. Theo giới quan sát, sự sụt giảm sản lượng hạt tiêu của Việt Nam, nước xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới là nguyên nhân thúc đẩy giá tiêu toàn cầu tăng lên trong những tháng đầu năm nay. Nhận định của các chuyên gia, nhu cầu nội địa sẽ tăng cao trong tháng 8 năm 2021 do các đơn vị xuất khẩu tăng mua để bù vào lượng tiêu dự trữ thiếu hụt trong kho. Với đà khan hiếm như hiện nay, có thể giá tiêu sẽ sớm cán mốc 80.000 đồng mỗi tấn ngay trong tháng 8 này.